Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Với chị Minh Phương ạ, ngay từ sáng nay thì ở Hà Nội đã có nắng mạnh và nóng bức rồi. Không biết là chiều nay thì diễn biến của nhiệt độ sẽ như thế nào? Dạ vâng thưa anh, trưa và chiều nay thì Hà Nội sẽ càng nóng hơn nữa. Nhiệt độ tăng nhanh, vào đến 13 giờ chiều của ngày hôm nay thì sẽ chạm mức nắng nóng là 35 độ C. Đến 14-15 giờ là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày khi mà nhiệt độ tới mức nắng nóng gay gắt 37 độ C. Phải đến tối khi mà có mưa giải nhiệt thì bầu không khí mới dịu mát dần, nhiệt độ hạ dần xuống. Cùng với thủ đô Hà Nội thì các nơi khác của vùng Đồng bằng Bắc Bộ chiều nay cũng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất của toàn miền phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ C, kết hợp với độ ẩm trong không khí cao từ 55 đến 60% trở lên, khiến cho chúng ta cảm thấy bức bối khó chịu. Thời tiết nóng nực khiến cho cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn, gây mất nước và muối khoáng, nhất là với những người phải làm việc lâu ở ngoài trời. Việc bổ sung nước và chất điện giải là rất quan trọng để chúng ta có thể duy trì sự cân bằng nước và khoáng chất ở trong cơ thể. Quý vị có thể uống các loại nước như là oresol hay là nước chanh muối, nước dừa cùng với các loại nước ép trái cây. Và thưa quý vị, ngoài ra thì chúng ta cũng nên mặc quần áo có chất liệu mát và thấm hút mồ hôi tốt như là chất liệu cotton hay là chất lanh sẽ đem lại cảm giác thoải mái hơn. Với những quý vị khán giả chúng ta sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi mà trời nắng nóng. Dự báo chiều nay ở khu vực trung tâm cùng với Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức thì nhiệt độ đều ở mức nắng nóng cao nhất trong ngày là 35 độ C. Đang giai đoạn giảm mưa nên là về chiều tối chỉ có một số nơi có mưa rào nhẹ và đều rất nhanh. Còn bây giờ xin mời tiếp tục với chuyển động 24 giờ.